Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel, Bankstown, New South Wales 2200. Lily Pakimoy, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Và kính thưa quý vị, nhìn chung thì tình hình đại dịch trên toàn quốc Úc Châu ngày hôm nay rất là khả quan, khi mà tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ, số ca nhiễm, số tử vong cũng như nhân số nằm bệnh viện, tất cả đều đã có một cái sự giảm mạnh rất là rõ rệt so với 24 tiếng đồng hồ trước đó, có nghĩa là ngày hôm qua. Và thông tin tích cực nhất mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, đó là tiểu bang Tây Úc sau cùng cũng đã đưa ra cái ngày sẽ mở cửa biên giới để Tây Úc có thể hòa mình vào với cuộc sống của nước Úc nói riêng cũng như của toàn thế giới nói chung, khi mà biên giới quốc nội cũng như là biên giới quốc tế của Tây Úc sẽ chính thức mở cửa vào ngày 3 Tây tháng 3 sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin được chờ đợi lâu nhất cuối cùng cũng đã đến vào ngày hôm nay. Đó là chính quyền tiểu bang Tây Úc đã thông báo cái thời điểm sẽ mở cửa biên giới của tiểu bang mình. Đó vào nửa đêm ngày thứ Tư mùng 2 tháng 3, tức là rạng sáng ngày thứ Năm mùng 3 tháng 3 tới. Tức là chấm dứt cái tình trạng bế quan tỏa cảng được cho là lâu nhất trong một vùng lãnh thổ ở Úc Châu. Và theo đó thì cư dân từ những tiểu bang và lãnh thổ còn lại ở Úc đều được phép vào Tây Úc, nhưng với điều kiện là phải chủng ngừa đủ 3 liều vaccine phòng COVID-19 thì mới không cần sống cách ly. Và tất cả mọi người sau khi đến đều phải làm xét nghiệm nhanh với bộ xét nghiệm RAT. Khách quốc tế cũng sẽ được phép vào tiểu bang Tây Úc nếu họ đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu từ chính phủ liên bang, tức là những người đã được chủng ngừa đầy đủ. Và những người nào chưa chủng ngừa thì cũng chưa được phép vào Tây Úc. Và trong 12 giờ sau khi đến tiểu bang Tây Úc thì họ cũng phải làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Và nếu dương tính thì phải báo cáo cho Bộ Y tế của Tây Úc. Và khi đưa ra thông báo này thì thủ hiến của tiểu bang Tây Úc là ông Mark McGowan cũng đã thừa nhận là việc đóng cửa biên giới của tiểu bang bây giờ cũng không có tác dụng gì nữa vì dịch COVID-19 đã xuất hiện ở Tây Úc và cũng không thể nào ngăn chặn được dịch bùng phát, mà dự báo cũng có thể lên đến cái mức cao nhất là 10.000 ca nhiễm mỗi ngày vào cuối tháng 3 này. Và kính thưa quý vị, cùng lúc với sự thông báo mở cửa biên giới quốc tế vào quốc nội vào ngày 3 Tây tháng 3 sắp tới, thì Thủ hiến McGowan cũng loan báo những cái hạn chế sẽ bắt đầu áp dụng cho cư dân tại Tây Úc kể từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai. Có nghĩa là vào cuối tuần này, hôm nay và ngày mai, cư dân Tây Úc vẫn hãy còn có nhiều tự do. Tuy nhiên kể từ sáng sớm ngày thứ Hai thì những hạn chế bắt đầu sẽ được áp dụng, bao gồm tất cả mật độ là 2m² cho mỗi một người tại những cái câu lạc bộ, những quán rượu hoặc là nhà hàng và quán bar, cũng như là tất cả những cái sự kiện về văn hóa hoặc là những cái trung tâm thể dục thể thao, và đặc biệt là những cái shop beauty, những cái shop nail, những cái tiệm cắt tóc, tất cả đều phải giữ mật độ là 2m² cho một người. Mục đích của thủ hiến là ông muốn tất cả các doanh nghiệp đều sẽ hoạt động,
nhưng sẽ hoạt động với một cái mức độ an toàn, và nếu không đưa ra cái không gian mật độ thì chắc là cái đám những người tụ họp nó sẽ rất là đông và rất là dễ gây lây lan. Và trong bối cảnh này thì chúng ta thấy là người dân của Tây Úc trong những ngày vừa qua, như chúng tôi cũng đã loan, họ cũng đã tự cách ly ở nhà và cũng rất hạn chế khi mà sinh hoạt bên ngoài. Và vì vậy với những hạn chế mới mà thủ hiến chính thức áp dụng, có lẽ là cũng không gây khó khăn nhiều cho cư dân. Tuy nhiên, thông tin tích cực về vấn đề mở cửa biên giới đã được chào đón một cách nhiệt liệt bởi các cơ sở du lịch, là những cơ sở đã hoàn toàn không có du khách từ các tiểu bang khác cũng như là từ quốc tế trong hơn 2 năm vừa qua, khi mà Tây Úc quyết định bế quan tỏa cảng. Và khi như Lily vừa mới nói, khi loan báo vấn đề mở cửa biên giới, Tây Úc cũng đã dự phóng tới tình trạng xấu nhất, bởi vì Tây Úc luôn luôn nhìn vào cái sự phát triển của những ca nhiễm tại tiểu bang Nam Úc trong thời gian vừa qua. Mà theo lời y sĩ trưởng của tiểu bang Tây Úc là ông Robertson Andy, thì ông cho rằng cái số ca nhiễm cao nhất nó sẽ diễn ra vào thời điểm là cuối tháng 3. Và cái dự phóng của các chuyên gia vào thời điểm đó, Tây Úc sẽ có khoảng 10.000 ca nhiễm mỗi một ngày. Trong số này sẽ có khoảng tối đa là 443 người phải nằm bệnh viện. Cho đến thời điểm này, chúng tôi nhắc lại, Tây Úc vẫn chưa có một ca nhiễm nào nằm bệnh viện. Mặc dù ngày hôm qua số ca nhiễm đã lên đến đỉnh điểm là 192 người, nhưng chưa có ai bệnh nặng. Và trong thời gian sắp tới thì nhân số bị bệnh nặng nằm bệnh viện ở mức là cũng tương đối thấp, là 443 người. Trong số này chỉ có khoảng 53 người cần phải được chữa trị tại khu khẩn cấp ICU mà thôi. Và đặc biệt là trong cái thời đỉnh điểm thì dự phóng của các chuyên gia về số người tử vong cũng rất là khả quan. Ở mức cao nhất chỉ có khoảng 4 trường hợp tử vong cho một ngày. Và nếu mà tính trong toàn thời gian đại dịch thì nó chỉ vào khoảng 146 người là tối đa mà thôi. Bởi vì cái vấn đề là Tây Úc tự tin là cái tỷ lệ chủng ngừa rất là cao. Tỷ lệ chủng ngừa cao và bây giờ là chủng Omicron, không quá nguy hiểm như các chủng trước nữa. Chính vì vậy mà chính quyền Tây Úc là rất tự tin trong cái thông báo mở cửa vào tuần tới ngày hôm qua. Và ngoài các cái quy định hạn chế như chị Kim Hoàng vừa nói thì chủ yếu là dành cho các doanh nghiệp. Còn đổi lại thì các người dân thì quy định đeo khẩu trang trong các không gian công cộng kín trong nhà, như các trung tâm thương mại hay là các địa điểm nơi thờ tự chẳng hạn, thì cũng đều phải đeo khẩu trang. Và quy định này được áp dụng trên toàn tiểu bang kể từ ngày thứ hai tới. Trong khi đó thì các cái tụ tập trong mỗi gia đình cũng chỉ được giới hạn là 30 người thay như trước đây. Hay là cá nhân mà tổ chức các cái sự kiện ngoài trời thì cũng chỉ được giới hạn là 200 người. Và việc áp dụng các cái biện pháp hiện nay theo thủ hiến của Tây Úc thì ông cho rằng là cũng sẽ chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Và do vậy mà chính phủ của tiểu bang sẽ xem xét những cái biện pháp mà có thể sẽ có những cái chi phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong cái đợt này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn ở Tây Úc thì cũng có một cái vấn đề khác nữa. Đó là cư dân ở khu vực phía nam của thành phố Perth là đã trải qua tới 3 ngày mà không có điện trong cái bối cảnh là mùa hè đang rất nóng bức với nhiệt độ lên tới 37 độ C. Vụ mất điện được cho là do trục trặc trong hệ thống đường dây điện ngầm và mới xây dựng của chính quyền bang gây ra. Và hiện nay thì công ty điện là Western Power cũng đang cố gắng để khắc phục cái sự cố này. Và những cư dân mà bị ảnh hưởng, bị mất điện thì cũng được công ty bồi thường cho mỗi người là 80 đô la. Và như vậy là trong vòng chưa đầy 2 tháng qua thì công ty này cũng đã phải chi tới là 1,6 triệu đô la để bồi thường. Khi mà vào tháng trước thì họ cũng đã phải bồi thường cho khoảng 20.000 khách hàng cũng bị mất điện do cái thời tiết quá nắng nóng đã làm hỏng hệ thống đường dây điện của khoảng 100 cột điện trong khu vực này. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi không thể tưởng tượng được là những cư dân của Tây Úc mà rơi vào tình trạng mất điện liên tục trong 3 ngày sẽ sống như thế nào. Bởi vì trong những ngày vừa qua thì cái nhiệt độ của Tây Úc là rất nóng. Và trong thời điểm này thì Tây Úc cũng là tiểu bang duy nhất trên toàn quốc Úc Châu đón nhận những cái đợt cháy rừng rất là kinh khủng, tương tự như những đợt cháy rừng tại New South Wales và Victoria vào cuối năm 2019. Cùng thời điểm này thì lại không có điện để sử dụng hệ thống điều hòa. Đây quả là một trong những cái thời điểm rất là khó khăn cho tiểu bang Tây Úc nói chung và cho người dân tại Tây Úc nói riêng. Và chúng ta thấy là Tây Úc vừa đón nhận cháy rừng, vừa bị lũ lụt tấn công và đồng thời cũng bị chủng Omicron tấn công. Có thể nói là sau một cái thời gian trăng mật
khi mà Tây Úc không có dịch bệnh, thì cho đến thời điểm này Tây Úc lại là tiểu bang đang gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mặc dù số ca nhiễm vẫn hãy còn là thấp nhất nước Úc, nhưng con số 192 ca nhiễm này sẽ sớm nhân đôi và nhân đôi, tương tự như những gì đã xảy ra tại những tiểu bang khác. Và chắc chắn chúng ta không ngạc nhiên nếu mà số ca nhiễm nó lên trên mức 1.000 ca chỉ vài ngày sắp tới. Ngược lại với tình trạng rất là tiêu cực tại Tây Úc, thì Victoria và New South Wales lại có một cái tình trạng tương đối tích cực ngày hôm nay, khi mà cả số ca nhiễm lẫn số tử vong tại hai tiểu bang này đều đã có một cái sự giảm hạ rất là đáng kể. New South Wales ngày hôm nay chỉ có 9.243 ca nhiễm mới, nhân số tử vong là 12 người, trong khi New South Wales cũng có 81 người nằm bệnh viện. Xin lỗi quý vị, New South Wales ngày hôm nay có 7.615 ca nhiễm, có nghĩa là giảm hơn rất nhiều so với 9.243 ca nhiễm của ngày hôm qua. Số tử vong thì không thay đổi là 12 người. Còn tại Victoria, số ca nhiễm mới là 6.280, trong khi nhân số tử vong thì cao hơn so với New South Wales, đó là 20 người. Nhưng mà ngược lại, số người nằm bệnh viện tại Victoria tiếp tục giảm hạ và hôm nay chỉ có 365 người mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là còn tại tiểu bang Queensland thì ngày hôm nay cũng thông báo có thêm 10 người nữa tử vong liên quan đến COVID-19. Trong khi đó thì nhân số nhiễm mới cũng đã giảm hạ một chút, xuống còn 4.919 trường hợp nhiễm mới. Và nhân số nằm bệnh viện cũng vẫn tiếp tục giảm hạ là 414 người, và trong đó thì có 36 người đang phải nằm trong phòng điều trị ICU. Còn tại Queensland, như chúng tôi cũng đã loan tin là chính phủ cũng vừa đưa vào sử dụng cái trung tâm cách ly tập thể Wellcamp ở gần sân bay quốc tế Brisbane. Và trong tuần đầu tiên này cũng đã có 21 khách đến sống cách ly. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có thông báo về mức giá hay là cái chi phí vận hành. Và người dân hiện nay cũng đang đặt rất nhiều câu hỏi là liệu có phải lấy tiền từ ngân sách của tiểu bang hay không. Tức có nghĩa là cái số tiền sử dụng để điều hành cái trung tâm cách ly tập thể này sẽ là sử dụng thuế của người dân. Hiện nay thì trung tâm vẫn đang được hoàn thiện và với chi phí xây dựng ước tính là vào khoảng từ 350 triệu đến 400 triệu đô la, với khoảng 1.000 giường sẽ đưa vào sử dụng từ tháng 4 này. Trong khi đó thì chính phủ Queensland cũng cho biết là họ đã đóng góp là 48 triệu 800 ngàn đô la cho cái chi phí xây dựng trung tâm cách ly này, nhưng mà cũng chưa thông báo cái chi phí vận hành và tiền lấy từ đâu. Và giới truyền thông cũng đã suy đoán rằng cái tổng chi phí trong một năm vận hành đầu tiên này sẽ vào khoảng là 190 triệu đô la. Nhưng mà thông tin mới nhất cho thấy thì dự án xây dựng cái trung tâm cách ly tập thể ở Queensland này lại thuộc về một công ty xây dựng tư nhân chứ không thuộc chính phủ tiểu bang. Do vậy mà vụ việc càng gây nhiều tranh cãi. Vâng, kính thưa quý vị, theo thông tin từ đài ABC ngày hôm nay, thì tập đoàn đã sở hữu cái miếng đất này cũng như là đấu thầu được cái công trình xây dựng trung tâm cách ly Wellcamp, đó là tập đoàn Warner. Và đây là một cái tập đoàn xây dựng rất lớn và rất có uy tín, luôn đảm nhận những cái công trình hạ tầng ở khu vực xung quanh sân bay ở tiểu bang Brisbane. Và đầu tiên hết thì chúng ta nghĩ rằng Wellcamp là một trung tâm cách ly tập thể được xây dựng bởi ngân quỹ của chính quyền tiểu bang Queensland sau khi chính phủ liên bang và cá nhân thủ tướng Scott Morrison không ủng hộ dự án này. Thì chúng ta thấy Queensland vẫn tiến hành nhưng chưa bao giờ xuất hiện cái thông tin là sẽ sở hữu chủ bởi một cái công ty tư nhân. Tuy vậy, báo chí đã phanh phui ra ngày hôm nay hoàn toàn sở hữu bởi công ty tư nhân, trong khi chính quyền Queensland vẫn tiếp tục loan báo là họ đầu tư rất nhiều để xây dựng trung tâm này. Người dân ở Queensland hiện nay đặt câu hỏi là số tiền mà chính phủ đã chi để xây dựng trung tâm Wellcamp lên đến 48 triệu 800 ngàn đô la. Như vậy thì số tiền này đã chi với mục đích như thế nào? Đây là một cái khoản tiền cùng đầu tư với tập đoàn Warner hay là số tiền mà chính phủ Queensland sử dụng để thuê mướn lại cái trung tâm này dùng để cách ly cho những người từ nước ngoài về? Câu hỏi được đặt ra rất nhiều nhưng mà thủ hiến Anastasia Palaszczuk vẫn chưa có câu trả lời.
Và trong mặt khác thì Bộ trưởng Ngân khố của Queensland vẫn tiếp tục loan tải là sau khi đã đầu tư 48 triệu 800 ngàn đô la, Queensland còn sẽ tiếp tục đầu tư 190 triệu đô la cho chi phí vận hành. Và vì vậy chúng tôi rất lấy làm khó hiểu khi mà một cái tập đoàn tư nhân đứng ra xây dựng nhưng mà chi phí thì là do chính phủ Queensland đưa ra. Ừ. Chắc chắn là giữa hai bên phải có một cái thỏa thuận. Và vì vậy người dân ở Queensland chỉ yêu cầu chính phủ công khai hóa tất cả những cái thỏa thuận giữa chính phủ và tập đoàn này, bởi vì một đồng của chính phủ chi ra cũng là tiền đóng thuế của người dân, và do đó người dân toàn quyền được biết chứ không phải là giấu giếm như hiện nay. Và trong tuần tới thì chúng tôi nghĩ rằng thủ hiến Anastasia phải có câu trả lời, nếu không thì các giới truyền thông chắc chắn là sẽ tiếp tục gây áp lực để mà minh bạch hóa cái vấn đề hiện nay. Vâng, bởi vì là vấn đề cũng đang gây bức xúc cho rất nhiều người. Số tiền không phải là nhỏ. Vâng, cho nên truyền thông chắc chắn sẽ còn moi nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang Tasmania thì ngày hôm nay cũng ghi nhận cái con số cũng khá ổn định là 585 trường hợp nhiễm mới. Tuy nhiên cũng có thêm một người nữa tử vong liên quan đến COVID-19 và là trường hợp tử vong thứ 24 ở tiểu bang này kể từ đầu mùa dịch đến nay. Đó là một người đàn ông 60 tuổi, tuy nhiên cũng có rất nhiều bệnh lý nền. Trong khi đó thì tại lãnh thổ Bắc Úc thì ngày hôm nay cũng ghi nhận là 835 trường hợp nhiễm mới, tức là cũng giảm hơn rất nhiều so với 2 ngày trước, toàn trên con số 1.000. Và lãnh thổ Bắc Úc ngày hôm nay cũng không có trường hợp nào tử vong và nhân số nằm viện chỉ là 127 người và có 2 người đang nằm trong ICU. Tuy nhiên thông tin cũng gây rất nhiều chú ý từ chính phủ của lãnh thổ Bắc Úc, đó là vào một quan chức thì vào chiều ngày hôm qua cũng đã xác nhận là đã dỡ bỏ quy định cấm những người chưa chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 vào lãnh thổ này. Có nghĩa là kể cả những người không chủng ngừa vaccine COVID-19 cũng được phép vào Bắc Úc. Và những ai vào lãnh thổ Bắc Úc thì cũng không cần phải điền vào các cái thông tin vào mẫu đơn qua biên giới. Như vậy là cái hạn chế biên giới cuối cùng ở lãnh thổ Bắc Úc cũng đã được dỡ bỏ. Và cư dân từ các nơi khác có thể tự do vào Bắc Úc như cái thời trước tiền đại dịch. Trước đó rất là ngạc nhiên là bởi vì đây là một cái thông tin khá là quan trọng nhưng chính quyền Bắc Úc hoàn toàn không loan báo. Chỉ cho đến khi người dân ở những tiểu bang khác họ nhập cảnh vào Bắc Úc thì họ mới biết là tất cả những cái quy định đã được tháo gỡ, hoàn toàn trở lại cái thời kỳ của tiền đại dịch, có nghĩa là không có một cái hạn chế nào, không cần biết là mình có thử nghiệm âm tính hay không, không cần biết là có chủng ngừa hay không, và cũng không cần điền bất cứ một cái tờ giấy gì liên quan đến đại dịch. Người dân cứ được tự do nhập cảnh vào mà thôi. Mà thông tin này quan trọng như vậy mà lại không được loan báo. Và ngày hôm nay loan báo thì nó đã được áp dụng trước đó rồi, có nghĩa là áp dụng ngày hôm qua thứ 6. Vâng, và thông tin này đúng là được rất là nhiều người bất ngờ. Đây là thông tin tích cực mà đáng lẽ là phải loan báo sớm chứ. Bởi vì là Bắc Úc đã áp dụng cái quy định rất là nghiêm ngặt khi mà cái biện pháp hạn chế này là được áp dụng từ ngày 22 tháng 11 năm ngoái. Thì Bắc Úc đã cấm những người chưa chủng ngừa được vào lãnh thổ này, và nếu ai mà cố tình vi phạm là có thể sẽ bị phạt tới 5.000 đô la và bị buộc quay trở về nơi xuất phát ngay khi mà hạ cánh xuống sân bay ở lãnh thổ Bắc Úc. Tuy nhiên một cái thông tin quan trọng như vậy mà chính phủ Bắc Úc thì lại không thông báo chính thức. Và hôm nay thì đã chính thức rồi, kính thưa quý vị. Điều này cũng có nghĩa là tất cả cư dân từ New South Wales, từ Victoria hoặc bất cứ một cái tiểu bang và lãnh thổ nào, chỉ cần có vé máy bay là chúng ta đã đến được lãnh thổ Bắc Úc mà không cần chuẩn bị bất cứ một cái loại giấy tờ nào. Trong khi đó, lãnh thổ thủ đô ACT ngày hôm nay thì cũng rất là khả quan khi mà chỉ có 355 ca nhiễm mới và không có một người nào tử vong. Tuy vậy, nếu mà chúng ta nhìn lại những người tử vong trong đầu năm nay 2022 thì có lẽ là chúng ta sẽ bị rất là sốc khi mà thành phần tử vong rất cao tại hệ thống các viện dưỡng lão. Một cách chính thức, thống kê đã cho chúng tôi thấy là trong vòng 6 tuần lễ kể từ ngày 1 Tây Tháng Giêng cho đến thời điểm 15 Tây Tháng 2 vừa qua đã có tổng cộng là 742 cụ ông cụ bà sinh sống tại các viện dưỡng lão tử vong. Một cái thời gian rất ngắn, 6 tuần lễ mà thôi. Và đây cũng là thời gian đỉnh điểm của chủng biến thể Omicron đã tấn công tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ. Và cũng chính vì vậy mà dịch bệnh đã xảy ra tại 1.200 viện dưỡng lão trên toàn quốc Úc Châu. Và cho đến thời điểm này, vẫn hãy còn 645 viện dưỡng lão là có những trường hợp dương tính. Sở dĩ thông tin này được chú ý là bởi vì người thân của những cụ ông, cụ bà qua đời tại
Viện Dưỡng Lão St. Basil của Victoria trong cái đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ nhì vào năm 2020. Vào thời điểm đó, Viện Dưỡng Lão St. Basil rất là nổi tiếng, không phải chỉ nổi tiếng về những thông tin tích cực mà là nổi tiếng về những thông tin tiêu cực. Khi mà dịch bệnh tấn công vào Victoria thì Viện Dưỡng Lão này đã không có những cái sự chuẩn bị, và những cái tin tức về người thân, về các của ông cụ bà bị nhiễm bệnh hầu như là đã bị giấu kín, người thân không hề biết. Con cái của các của ông cụ bà này chỉ được biết sau khi cha mẹ của họ qua đời mà thôi. Và họ vì lẽ đó họ rất là quan tâm đến sinh hoạt của các viện dưỡng lão, và họ rất là thất vọng khi mà chính quyền liên bang cũng như chính quyền các tiểu bang đã không hề rút được những cái bài học kinh nghiệm đau thương nào từ những ca tử vong tại Viện Dưỡng Lão St. Basil 2 năm về trước, mà vẫn để tái diễn lại cái trường hợp này khi mà Omicron tấn công. Và đây là một cái vấn đề chắc chắn sẽ hạ giảm uy tín của Thủ tướng Scott Morrison rất nhiều trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính vì vậy mà trên báo chí rất nhiều các gia đình, các nạn nhân có bố mẹ tử vong trong các viện dưỡng lão trong cái đại dịch vừa qua cũng đã lên tiếng với hy vọng là chính phủ liên bang sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong cái cuộc bầu cử, tranh cử sắp tới, vì bất cứ chính phủ nào lên có thể cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này trong năm tới. Còn tại Việt Nam, thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh đã có diễn biến bùng phát khá đáng ngại khi mà chỉ trong ngày hôm qua đã gia tăng thêm hơn 8.000 ca mới. Cụ thể là Việt Nam trong ngày hôm qua cũng đã có tới 42.439 trường hợp nhiễm bệnh mới và 80 người tử vong. Tức là con số nhiễm bệnh mới tăng hơn rất nhiều so với con số chỉ 36.200 người như chúng tôi cũng đã loan ngày hôm qua. Và các tỉnh thành ghi nhận nhiều nhất thì vẫn là Hà Nội lên tới trên 4.500 ca, Vĩnh Phúc cũng lên trên 2.000 ca, Quảng Ninh cũng trên 2.000 ca, Phú Thọ thì cũng là trên 1.700 ca, hay Nam Định cũng trên 1.600 ca, Thái Nguyên hay Hòa Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng đều trên 1.500 ca. Nói tóm lại là cái sự gia tăng số ca nhiễm tại Việt Nam nó xảy ra xuyên suốt các tỉnh miền Bắc, không riêng gì Hà Nội, bởi vì Hà Nội cũng đã đạt kỷ lục của ngày hôm nay rồi. Nhưng tất cả những cái tỉnh khác Lily vừa mới nêu lên ngày hôm nay cũng đã có kỷ lục. Trước đây những tỉnh này chỉ có trên dưới 1.000 ca mà thôi, trong khi ngày hôm nay thì trên dưới 2.000 ca. Tại miền Nam thì vẫn duy trì được sự ổn định nhưng cũng đã bắt đầu tình trạng gia tăng. Chẳng hạn như Sài Gòn, ngày hôm nay đã có đến 715 ca nhiễm, so với ngày hôm qua chỉ khoảng 418 ca nhiễm. Đây cũng là một cái sự gia tăng gấp đôi, và tình trạng như thế này sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào đầu tuần tới. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.